lễ đầu bái thần quy ngài Quan Lâm Bồ Đề để cử hành lễ tùng tôn thất của bổ sư của chúng con. Nam mô Quan Hiện Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Thượng Tọa Đại Đức Tăng Đại Từ Bi Hoan Hỷ Hứa Thả, toàn thể chúng con thành tâm đảnh lễ tam bái A Di Đà Phật. Trên khi tôn thiền đức đã niệm Phật thay cho lời hứa thả hoan hỷ công đang về tâm điện để chứng minh cho buổi lễ hôm nay là chúng con thành kính theo lời ngài con đang về tâm điện. Xa hơn một chút nữa,
của Giám Linh Hòa Thượng khi còn trên thuyền, mặc dù thân mình những tâm nguyện vô cùng lớn lao, người đã có ý tổ thành lập cái tổ đình Thuyền Tôn ở trên tiểu kỳ bang Ontario cách đây hơn một tiếng xe. Như quý vị biết, một cái khu đất rất là rộng lớn, thì tâm niệm của người cũng rất rộng lớn, năng lực thì có hạn, cho nên đến hôm nay công trình còn dang dở. Thì hành nguyện cao cả đó, tôi thiện nghĩ không biết những người kế thừa còn nối tiếp được cái đoạn đường còn lại để thành tựu được ngôi tổ đình như hành nguyện của Bồ Tát Thích Hòa Thượng hay không. Tôi tin rằng Phật pháp là cao siêu, nhiệm màu của pháp kinh tiến về và sự hộ trì của Long Phật Hộ Pháp và sự tĩnh tâm của Đại Na Thí Chủ. Không sớm thì muộn, ngôi tổ đình sẽ được thành tựu. Với tư cách là sư phụ của Bộ Giảng Minh Hòa Thượng Minh Diệu, khi Hòa Thượng Minh Diệu đã mất tại đây thì tôi không có mặt. Bởi vì quý vị biết rồi, cũng hơi xa xôi, còn đưa qua địa cầu mà công việc rất là về rồi. Cho nên tôi đã từ Hòa Thượng Minh Giác là đệ tử đầu của tôi qua đây để thay tôi nó sang để cùng với huynh đệ để có một học trường trước. Hòa Thượng Kỳ Thanh, Hòa Thượng Tâm Hòa, Hòa Thượng Nguyên Lạ, Hòa Thượng Nguyên Lạ, thì đó là những người đồng sư pháp lư và cùng ngốt phái, đồng thời nhờ giáo hội đang già Canada và nơi Hòa Thượng đã từng hy vọng để góp phần lo tăng lễ. Thì tôi xin thay mặt luôn luôn học viên và cá nhân kính thành tâm nhiều ơn sư công đức của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Canada và một rất là quý ngài ở trong một thái một cái thiên hiện đang tu học tại Canada và tại Hoa Kỳ cũng như ở Pháp Quốc và các nước khác đã cùng về phụng điếu cầu nguyện để cho Giảng Linh Hòa Thượng Liên Diệu được cao đăng Phật Quốc. Thầy xin tri ân niệm ân chư thiện nam tín nữ gần xa, nhất là đạo tràng chủ Thiền Tôn đã một thời gắn bó cùng với Hòa Thượng để chúng lo cận sự. Tôi chỉ mong một điều rằng Đạo Phật tâm hiểu, hành Phật là hành hiểu, Đạo Phật là đạo hiểu, thì tất cả những người đệ tử của Phật đều có cái tâm niệm hiểu đạo, không có một cái tâm niệm nào khác. Đi tu Phật gia cầu đạo vô thường nhằm mục đích diệt ngã vô ngã vị tha, đặt đồng tâm của đạo với tên phần lý, cái sự giải thoát làm đầu, không phải sự ganh đua hay là đố kỵ ganh gì, dù là xuất gia hay tài gia đều phải như vậy. Được khi làm đệ tưởng niệm, lúc còn đôi lời cùng với chư tôn đức và toàn thể thiền nam đến nữ hiện diện hôm nay, một lần nữa tôi nguyện cầu chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thì từ gia hộ độ trì cho toàn thể quý vị
Phước vị tăng yêu Bồ Đề tâm tăng trưởng. Và muôn vàn cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
chi tiết hơn. Nên xin cung thịnh thần tòa trực tướng đọc từ di chúc của Hòa Thượng Minh Diệu để lại Giam ngày 14 tháng 4 năm 2015. Quốc thư thầy Hòa Thượng Thích Minh Diệu thể dân Trần Bảo Phong, người sáng lập chùa Thiền Tôn, đồng thời là viện trụ tổ đình Thiền Tôn Canada. Hiện thầy đang bị bệnh, chưa biết sức khỏe,
trong những ngày kế tiếp ra sao? Trong lúc thầy đang còn tỉnh táo sáng suốt nên sắp xếp việc chùa như sau. Thứ nhất, với tâm nguyện đem chuông đánh xuống người và muốn con cháu của tổ ở hải ngoại ở nơi quây quần cùng nhau sắp tấn tu học đẹp trời ít đạo, thầy đã cố gắng sáng lập ngôi tổ bình thiền tôn hải ngoại này. Nay vì muốn ngôi tổ bình thiền tôn hải ngoại được duy trì và phát triển nên thầy đã giao lại chủ quyền cho thầy bổn sư của thầy là Hòa Thượng Thích Thiện Tấn, thế nhân Hải Thanh Hùng, sinh năm 1945, trụ trì chùa Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, và Ni sư Thích Nữ Ni Đức, thế nhân Trần Thị Diệu Hiền. Hai, chùa Thiền Tôn 6685 đường An Ma giao cho Ni sư Thích Nữ Ni Đức, thế nhân Trần Thị Diệu Hiền trụ trì, và căn nhà kế bên chùa cũng như công văn của chùa và cá nhân của thầy đều do Ni sư sở chủ. Để cho công việc hoằng dương Phật pháp được ổn định và phát triển, thầy của thầy là Hòa Thượng Thích Thiện Tấn, ngoài việc lãnh đạo tổ đình Thiền Tôn, còn cố vấn cho chùa Thiền Tôn đã được nêu trên. Ni sư Thích Nữ Như Đức là người điều hành dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Thiện Tấn. Rất mong quý thầy trong môn phái và quý sư cô để được xuất gia với thầy, cùng chư Phật tử đã có duyên với thầy hãy hết lòng hỗ trợ và tạo thuận duyên cho Ni sư Thích Nữ Như Đức trên con đường chuyển dương đạo pháp. Sau khi thầy nhắm mắt, cả con lo tổ chức tang lễ một cách trang nghiêm là được. Các ban ngành liên lạc với nhà quan hàng máy bay quan thầy tại tổ đình từ 5 ngày đến 1 tuần, sau đó thì đưa di quan của thầy về tổ đình Thiền Tôn Huế, Việt Nam. Bảo hiểm của thầy Ni sư Như Đức chi phí cho phần đưa thầy về Việt Nam. Thầy rất mong cả con và cả Phật tử làm theo lời thầy dạy. Nam mô A Di Đà Phật, thầy của cả con tùy theo thích duyên điều. Thì sư tôn đức thưa quý thiện nam tín nữ, đó là cái nội dung di chúc của Hòa Thượng Thích Thiện bằng tiếng Việt. Và từ anh thì có một sư thì cái nội dung như thế cũng khác gì, cho nên là đọc như vậy để cho quý vị hiểu. Và xin tôi chỉ với tư cách là sư phụ của thầy Vinh Diệu, tôi chỉ có thưa được đại chúng một điều thôi. Tôi trong cái bản tiếng Anh là có Hòa Thượng Viên Giác và sư cô tình nhiều. Trong cái cái này đó, tôi và thầy Viên Giác sẽ là cố vấn chỉ đạo cho chùa Thiền Tôn và tổ đình Thiền Tôn. Ni sư Thích Nữ Như Đức là trụ trì chùa Thiền Tôn và cùng với tôi tại tổ đình. Nhưng nay tôi là người quyết định cái tổ đình Thiền Tôn, tôi sẽ cử sư cô Thích Đức Tình Niệm làm trách nhiệm coi tổ đình Thiền Tôn
cùng sư cô Như Đức, sư Như Đức. Vì tôi tuổi già sức yếu, cách đò thời gian, không phải đi qua đây một lần như vậy là dễ, thì sẽ có thầy biện giảng. Có gì bây giờ cái truyền thông rất nhanh, ngài hỏi ý kiến để có cái sự giúp đỡ, có cái sự tham mưu cho hai cô làm tốt cái việc đó. Đây là hoàn toàn theo di chúc. Tôi cũng có độc tài, độc quyền hết cả. Cái lúc tôi qua đây với Hòa Thượng, thì Hòa Thượng Viên Diệu có thưa với tôi, thì tôi có trình bày cái quốc tịch, cái pháp luật của Canada thầy không biết, văn hóa của nước ngoài thầy không thông, và con nhận ai đây thầy cũng không rõ, rõ. Cho nên thầy góp ý rất là khó. Thì con di chúc gì, con nhờ vả gì vào thầy, với tư cách tinh thần thì thầy sẵn sàng giúp con. Còn về mặt tài chính, thầy không xin được, không xỉa vào. Suốt cuộc đời tu hành của thầy đến đây đủ rồi, vấn đề tiền bạc vay vào người khương á, thì cũng nói làm gì. Còn người mà không nhìn xa thấy rộng, ích kỷ đố kỵ, họ sẽ nói rằng mình làm dùng, bây giờ hãy ta đi thay qua đây lại khác. Cho nên tôi đã kêu cô Như Đức lên đấy, bây giờ trong nhà băng khi chưa giờ ai nhận, mà giờ con của cô Như Đức từ vậy thì bây giờ do thầy giáo cho ai đó thì tôi giáo gì. Bây giờ quyền hạn ở nơi là cô Như Đức, thì cô Như Đức chiếu về di chúc đó mà thi hành lời dạy của thầy Kinh Diệu. Xin thương đó toàn thầy như vậy. Bây giờ nhờ cũng thân tình xin làm để biến giảng binh của thầy như này. Đây này có quá trình là một cái. Yêu đô ngã bài ba yên thắm đăng lệ Ah.
Thank you.
Namo Tathāgata Buddhaya 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 Namo
Yeah.
Tôn sư, chúng con thành tâm đều đổ một đường trên quê nhà đường cư và cầu nguyện cho tôn sư của chúng con và điều này đàn tràng thai nhân và thai niên của chúng con đều đổ đại đường cũng thân quê nhà quang lâm đường qua đường buổi chiều hôm nay nguyện mong đi ngài qua thế nhiều người thân của chúng con nam mô a di đà phật. Môn đồ pháp quyến chúng con duyên sự xin đê đầu thành lễ xin pháp bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài, chúng con vô cùng sung sướng, không biết gieo trồng đồn phước từ bao giờ mà hôm nay được quỳ trước liên đài trong làn khói hương nghi ngút, dương ngưỡng vô nhan cao cả của đấng từ bi và hiện tiền chư tôn đức. Quý ngài là ngọn đuốc soi đường để cho chúng con nương tựa. Chúng con đã tắm mình trong biển Phật pháp và được sửa lắm bằng tình thương vô ngã vì tha mà các ngài đã ban cho. Chúng con cảm kích công ơn của thầy bổn sư, người đã không hề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Thầy là ngọn đèn tâm, là con thuyền đưa khỏi bến mê lầm. Công ơn ấy thật là vô biên, tả không bao giờ cùng. Chúng con vẫn biết cuộc đời là phù du ảo mộng, dòng sanh diệt thay đổi không ngừng, trăng có tròn khi khuyết, người có lúc hợp lúc tan, sinh tử liên tiệm là thường tình của tạo hóa, nhưng làm sao ngăn được dòng nước mắt. Hôm nay trời ảm đạm như phủ một màu tan, thuyền tôm buồn hiu quạnh như chiếc lá xa cành. Cho ngày thu vắng bóng với lần hài lòng lòng hư không, thầy sống mạnh trong lòng pháp lự, trong tư duy pháp giới chân hư. Như âm ba chánh pháp của thầy mạnh mà là nguồn hải đăng đưa đường dẫn lối cho chúng con. Thang ngôi trong năm biết tàn, một phút hơi tàn, tình dài nghĩa nặng, lời ngắn ý thô do tiếng đời xương pha. Tuyên giảng thầy về cực lạc an vui, cho chúng con ở lại buồn nhớ vô biên và thầy thành kính. Hôm nay là ngày giết thất trai tuần của giảng linh hòa thượng phổ sư của chúng con. Tân viên tịch tự lâm tế tâm, liệu quán phá phái để thập thế khai sáng thiền tôn. Tổ đình thiền tôn hải ngoại từ thiền chủ Lý Nguyên An, từ thiên diệu hiệu viền đức, chúng con thiết lệ trai duyên kính dân lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức.
Ngọ hầu nhờ phước báo cúng dường này mà nguyện cầu cho giác linh của Hòa Thượng chúng con sớm cao đăng Phật quốc. Ngưỡng mong trên trí Ngài, ai mạnh nạp thọ cho chúng con được ân triên công đức. Nam mô Kim Thân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài Chân Nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa môn đồ Phật quyến, kính thưa toàn thể quý thiền nam thiền nữ, là người đệ tử của Phật thì phải biết cái ân giáo dưỡng của sư phụ, của các bậc thầy của mình, cũng như là con trong gia đình phải biết hiểu là sao. Bởi vì đời là vô thường, chẳng ngày đến mai, chẳng biết mình đi về đâu. Cho nên ai rồi đi một lần ra đi là một lần làm cái bậc thang thành lòng. Để cho tròn vẹn tin hiểu đạo thì đối với Đức Phật chỉ có một cách duy nhất, đó là nhất tâm sống trong lục hòa cộng trụ thương yêu đùm bọc nhau. Người nào cũng biết nhẫn nhục, người nào cũng biết tự kiềm chế bản thân thì không có ông sư phụ nào mà không cảm nhận được cái hạnh phúc đó. Người làm cha mẹ cũng vậy, lúc nào cũng muốn con làm nên sự nghiệp và luôn luôn biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Không ai muốn được con của mình về hoang, đi đường hoang đường, tùy lạc tác táng ăn chơi cả. Thì sư phụ cũng vậy, cũng mong cả con đệ tử giáo chất đông môn phái biết tu thân hành thiền, biết trường dương đạo tâm, trang nghiêm tử thân để mà cầu đạo vô thường. Không có sư phụ nào mà không mong cầu những cái đẹp đẽ đó. Thế thì bây giờ sư phụ chúng con, ân sư chúng con đã ra đi, bây giờ trách nhiệm còn lại là của cả con. Đấy, rất là nặng nề. Có làm được gì cho sư phụ mình không? Có làm được gì để cho sư phụ, ân sư của mình được yên tâm, được vui vẻ không? Đấy là trách nhiệm của các con. Thầy không muốn nói dài dòng. Thì hôm nay có các thiện nam thiện nữ nói thì rất dễ, thực hành là điều rất khó. Phải biết tâm tu có đạo tâm, con người phải xả bỏ tất cả những cái ngã chấp, những cái tham muốn một cách không chánh đạo. Nếu bỏ được như vậy thì cái tâm chánh đạo nó lộ ra và cùng nhau gắn bó phụng sự để đáp ơn sư. Thì hôm nay thầy thi thay mặt cho công đức to nhân cho cúng dường tai tăng của môn đồ Phạm Quyến và xin nhân dân tâm cầu nguyện Phật lực, Bồ Tát lực, chư hiền thánh tăng lực và cái lực chủ nguyện hiền tiền của đại chúng cũng như Phật pháp nhiệm màu quán câu kinh tiền đề và giác linh của cố hòa thượng thượng viên Hà Diệu được cao đăng Phật quốc và nhà hầu đồ trì trong môn đồ Phạm Quyến giàu mạnh tinh tấn trọng tâm lục hoa cầu tu thương yêu đúng vọc để xây dựng và y theo cái lời giáo huấn cuối cùng của ân sư mình. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Hòa Thượng Chứng Minh và Chư Tôn Đức Tăng đã từ bi hoan hỷ cứu khả nạp thọ cho rồi. Hòa Thượng Chứng Minh đã
ban cho chúng con những lời pháp dụ quý báu. Chúng con nguyện y giáo phụng hành và thành tâm đi đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. A Di Đà Phật. Thank you.